Hay Lim mời cả nhà đi ăn một nhà hàng rất là nổi tiếng ở đây. Hồi xưa là nhà hàng này nó đông nó nổi mà nha, nó đông nó nổi mà hả, mình mà ship hàng là cũng cả tiếng hai tiếng. Còn bây giờ thời Covid nữa không ai chứ á trời, nhìn nè cả nhà, hồi xưa nó đông dám ăn luôn. Sợ người ta quá. Ai trời ơi, trời lạnh quá, mạnh nó chịu không nổi luôn, đánh mùa cạp luôn cả nhà ơi, lạnh mà đánh mùa cạp luôn. Nó được đi đổ ra nó còn gì đấy. Oh, is it limited menu or something? I guess giờ này không có dim sum hả? Giờ này không có dim sum. Jeez. Oh. Let me lock your chair. Do I push it in or lift you forward? Push it in, that's the furthest. That's what I told you, do you want your jacket? Don't go get it? I'm ordered something. They don't have the croissant chicken here. Gosh, babe, look at these prices. Xin nó lên nè. Giá mắc tiền lắm luôn, ăn ở đây là nghèo luôn á trời. Hồi xưa thấy này ra ăn cũng cả trăm trăm mấy mà. Oh my god, it's too expensive. Look, 22, 48, 44. Trời ơi, sao đồ gì mắc quá vậy? Beef chop bun is 22, wait, other place only $11 or less, $8. Bây giờ bác gì mắc gì vậy? Gửi gì cái rẻ ăn. It's not in Mannheim, I'd rather go to like somewhere else. Where? But there's nothing I can eat in here either. It's like, yeah, it's a limited dinner menu. You want the teas? Is this all you have? That's all we had. No dim sum for lunchtime. Yeah, for lunchtime, yeah. Yeah, how long are they? Available the soup dumpling right now. Yes. I remember we had like a dinner menu that was longer before. Yeah, we switch it right now. Switch it? Yeah. And less people working, so. Yeah. Let me think real quick. Okay. Yes. Muốn ăn ở đây, em thấy không có gì ăn nữa. It's all gone. I don't know. Look, there's nothing I could eat. Is there anything you could eat? I can eat anything here. Really? Yeah. Okay. I guess I'll just get honey glazed water prawn, $22. I wanted this croissant chicken, I don't see it. No, go on day. They had it last time for dim sum. Oh. I'm not. Yeah, I know. But the one here was good. Well, what are you gonna order? Like, there's nothing I can really eat except for the honey water prawn. Don't see they have anything special. Yeah, see, even the special bite, I don't know. Like, yeah, steamed cucumber clam with that's, garlic. Yeah, that's and you. Yeah. I don't know, we can eat this and then go somewhere else and eat some more later, I guess. Okay, up to you. You don't want kafuya? You sure? 8 giờ là em ăn xong rồi về, rồi tới mấy giờ em sẽ đi nguyên đêm đó. How do you know? You don't know. Because of beef. All you have is you beef. You had steak the other day. Nhưng fine. Mà em ăn có vài cục ở nhà. Oh. Okay. Còn cái này là nguyên một cái ếch ăn là biết không? Shanghai juicy dumpling. Với lại cái nhà hàng anh thấy á, lúc mà mình vô á, nó đã thay rồi, very thay. Nhìn cái wheelchair của em nè. Okay. Nhớ đứng không có chỗ đứng nữa. Okay. So what are we getting? Honey water prawn. Cái này ăn cũng được nè. Minced stuffed meat with sweet corn and basil lettuce nè. Expensive ass building. Look at that, $22. I think maybe just eat one entree here and then go somewhere else and eat some more. Okay. Yeah. You want tea or anything? Yeah, tea is right here. Per person, $2.50.
They don't even have they don't even have the tea that we want. Want ginseng root? Or jasmine? Okay, so jasmine tea and honey water prawn. Ginseng chicken soup is $68. I guess I get the dumpling. Trời, cái nhà ơi, giá bây giờ nhìn nè. Giá bây giờ nhìn giả man lắm cả nhà. Thường thường người ta quay là cái mặt cũng phân nửa vậy để người ta lấy đồ ăn anh, với đâu có ai lấy nguyên cái mặt anh, không có đồ ăn vậy. I just want to see you handsome, but people want to see the food. He's not seeing handsome. Like, look, you don't see my, you just see my eyes cut off. Yeah, see? Why is my forehead so shiny? Order, huh? Hello. What will order? Yeah. I get a Coke. Coke? Uh-huh. And one then, glass of Coke work? Yeah. Okay. And then crispy tofu cube with garlic and herbs. And then honey glazed walnut prawn. We have the fresh shrimp too today. The outside fresh shrimp, you see? I don't care. Yeah, I just get this one, yeah. Just a regular one. Alright. And then she's gonna get the steamed concubine clam with garlic. Okay. How many do you want? One. Just one for her, I don't eat. Yeah. And that's it for now, we'll keep looking. Okay. I love to eat, but I can't kill. You, the gentleman can open for you. Oh yeah, that's it for now, we'll keep looking. Thank you. Món nào cũng 20 mấy đồng trở lên, 30, 40, 40 mấy đồng. Yeah, see? Menu. Đây có ai thấy không? Okay. Look at those prices. Sirloin cubes in wine wasabi. Are we eating anywhere else, you think? Wanna go on Gary and eat? Before we go pick up Picky? Okay. Like at Creations or something? So just eat here and go home? You can plan to see how I feel. Oh yeah, I'm gonna get it. Trên xe đâu có mền hả bé? What? Trên xe không có mền hả? Hả? Trên xe không có blanket hả? No, it's the red one at your feet. Lấy chắc chung em được không? Do you want the blanket and the jacket? Yeah, blanket. Lạnh quá, phải đắp cái chân quá nhờ. Chân nó lại lạnh. Em mà hay liền mang dài bút rồi đó. Dài bút có lông á. Mà còn lạnh nữa đó anh nha. Oh yeah. Got I'm just hungry to eat all day. Nó để dưới ở đây nó có em lạnh cái chân đây nè. Oh. Like that? Yeah. Is that okay? Yeah.
Thôi đỏ lại mình thôi. Alright, I'm getting some Onos after this. Có bụng nhiều nhiều cũng ngon. Yeah, I think we'll go hit up Onos after this. I really want some barbecue. Yeah, we'll just go home, right? They have really good. I just want the barbecue the combo. Coconut, the macaroni, tính. Yeah. Nhi cũng thích ăn nhưng mà nó phàn hay trời ấy, còn nghẹt nó. Okay. Did you like that Taiwan dessert place in Ceremony? I liked it, but I don't know if you liked it. In where? Ceremony, that Taiwan dessert place. We went there with Kimberly once, and me and her always go to get the black sugar boba. I never know where you guys went. You went there too. You ate dessert there with us. But back then you were hella sick, so we hella rushed. It was ice is melting. It had like shaved ice and stuff, and it's Taiwanese dessert. Maybe we'll go tomorrow, I don't know. Yeah, I don't even know why my hair look like crazy in the back. It's okay. Because you're sleeping on it? I don't know. Where's my phone at? I'm bored. So talking to your wife is boring. No, it's not boring. You just say I'm bored. Okay, I'm not bored. Ooh, that is your clam. Thank you. Thank you. Wow, they both on Joe and y'all. This is actually a better deal. Oh yeah, yeah, yeah. One. Yeah. Yum yum. Yeah. Focus. Focus. Yeah. Look at that shell right there. Wow. We used to get this on this Chinese restaurant on Clement, the oldest Chinese restaurant in the city, I think. That's not in Chinatown. And they closed like 10 years ago. And they always had this, but it was small. Like the meat was less, but this one has a whole pile, so that's good. Huh? No, it's the same size shell, but like there was less meat. Yeah, less meat. I hate paper straws, by the way. It doesn't taste good. Trong cái này nó là anh ghét uống cái ống hút bằng cái giấy á, anh thích ống hút bằng cho ngủ hơn. Thế thì tập dịch ra, tại vì lúc mà làm cái gì nè, cái phụ đề nó lâu quá à, cho nên giờ trong cái này nói gì hay thì sẽ dịch ra cho nó nhanh hơn nha cả nhà. Anh ăn đi, anh ăn đi. Cái này scallop nè, cái scallop nè. Nói gì vậy? Anh ăn đi. Anh want a prawn. Đấy kìa. Thank you. Oh yeah, đưa lên trước khi ăn, okay. Có mấy miếng à? Mắc cho. Đâu. Anh thấy cái mặt anh vui khê không? Anh muốn đưa cao lên chứ chứ không? Me? No, it's fine. I don't wanna ruin your food right there. Put it in the middle. Right. Pretty close. There you go. Rồi, mời cả nhà ăn nha. Okay. Ăn nó đói bụng, chưa ăn all day, chưa ăn gì. Giờ này hơn 5 giờ, nhà hơn 5 giờ. Không được ăn cái này bao nhiêu năm rồi trời, lâu lắm rồi. More than 10 years. Chẳng xíu cơm ở đây. Yeah. Give me a whole game here. Yeah. This is the best part of her hat. Phải làm ngon hơn cái con tôm nó rất là bự. Nhìn nó bự lắm nha. Bự lắm luôn á. No, like other restaurant ăn nó is like very nó tan nó. Nó bỏ cái tan. You have a taste of the shrimp. Cái gì tao hủ vô. Cái gì tao hủ vô. Cúng nè. Nè tao hủ rồi cả nhà. Crispy tofu. Có phải chấm hả? You need that?
Okay. I don't want you to throw it away, waste it. I like the noodles. See, look. Crispy noodles on the outside. I don't know how to cook this. The tofu inside is really soft, right? Mm-hmm. But outside is crispy. If you cut the soft tofu at home, it breaks into a million pieces. This one is still cute. You know what I mean? How do you do that? Lăng bột. Lăng bột mỏng. To keep the shape? Mm-hmm. Every time I cut this tofu at home, it breaks into a little tiny crumbs. Em cắt đâu có bị, mắm cắt không đâu bị đâu, mắm cắt chan đâu bị bể không? Soft tofu, the squishy one. Yeah, the soft one. Just the soft one. Yeah, I know, but I thought your mom cut like hard tofu. No. Cái bên đó nó soft nè. Hình như đây là có bún tàu nha cả nhà. Bún tàu rất là ngon. Ăn lên. Lâu rồi. Mà xưa là ăn hai con ha. I saw you asking, you want two? Like, want one? Hmm? Yeah. No, don't want. Và bún này á nó để hành lá á nó cắt như thế nào rồi nó để tỏi á nó bầm nhuyễn. Em ăn sò đẹp đi, không thấy ăn sò đẹp không? Câu lọt á, không thấy nào đấy. Chồng thấy lì á, mấy cái con này anh không thích ăn. No flavor, and it's just chewy. Anh chỉ ăn tôm thôi. Thôi không có flavor. No, it has flavor. They have the spice on it on top. Does it have spice on top? I don't know. I like the tofu. Nhiều khi thấy liền không hiểu chồng thấy liền. Sống chung chứ không hiểu. No, full. No, huh? Mm-hmm. Nãy đói gì cũng không ăn. Mm-hmm. Chưa no. Anh biết chưa no. Chỉ có ít cái bán. Anymore. I'm probably full. Dỡ cái cái nặng lên ăn xong rồi.
Yeah, that's cheap. That's how much we paid for at the other restaurant, like $10 each. So this one has more meat in there, right? Hay là order to go về nhà? No, không rồi. Thăm lại do chú ý. Cái này đâu có hàng mà thăm lại đâu. Hmm? Không hàng thăm lại đâu. Are you sure? I don't know, is it to use your food? Two? Con là nhà con Kimberly sẽ kiểu của em ăn đó. You think so? Dạ, lúc nào con cũng ăn chung với em nha. Ăn chung lấy của em luôn. Thì đó, em mới mua hai miếng về nhà. Are you just spoon woman? Yeah. Nãy em dư nhưng mà không có vô. Dạ dạ. You want the toy and everything, right? Để mua bô bài về đúng không? Yeah, but what do you want to get boba from? What's that pizza place you order when you're pregnant? Is it good? No. Pizza gọi gì là express gì đó. Cybell's Pizza, Daly City, 4.3 stars. Ooh. Is that good? Is Cybell's good? Đứa mặt số, lồng nữa. Rồi. This looks good, right? Looks too fancy, huh? I just want a cheese pizza. Em thấy cheese pizza ở đâu làm cũng ngon hết rồi, nên mua đại rồi. No, man. Em thấy cái tiệm Caesar gì đó, Caesar nhà hàng gì Little đó. Little Caesars? Yeah, nó làm cheese ngon lắm. Only $5. Like that one? Nobody likes Little Caesars like that big, but I guess it would go. Always get Little Caesars. I want something special around here. I like vegetarian. Look at that yumminess. That looks delicious. You see that? Jesus. Check the menu. They have acai bowls, oxtail stew at a pizza place. That doesn't make sense. Chicken marsala. Oh my god. Thank you. You're welcome.
cải lạc cái gì? Dĩa này hình như hồi lúc trước em mua là hai mấy đồng em mua rồi. Yeah, cheese pizza here. Anh, em nhớ rồi, cái này nghĩa là lúc hai mấy đồng á. Yeah, I know. Sao nãy mua chi trời? Tại em đọc, em thèm. Cái này là hai mấy đồng gì á cả nhà? Đây làm ngon quá. Ở đây thì làm ngon nữa. Thank you, sir. Thank you. Cải dọc khổm mà cái nhà. Thôi mình chảy thì không thấy đồ ăn nữa. Mấy chuyện nhanh mà mình đeo năng nha. Cái này là dưới oyster sauce. Sauce của con hào á. Hôm nay mình đi chợ mua một bó hình như có 1 đồng mấy à. No. Một bó mấy chục sen. Hả? Một bó hả? Yeah, it's expensive. Really? Em thấy có 1 đồng mấy à. No, it's like 5 or 6 bucks, man. Vô nhà hàng là 2 mấy đồng vậy á. So they cook it double the price. This one I like because their sauce doesn't taste like seafood. No place you taste the oyster sauce tastes like seafood. Nhưng mà cái này á là ở nhà nấu không có giống gì, nó không có được giòn như vậy. Mới giòn á. Chấm nước sốt chưa? Picture of a uterus. That's a hoàng cung, bé đó là hoàng hậu or prince. It looks like a it's uterus. It's a queen prince. Looks like a uterus. Đồ nó thơm lắm anh. Son nó thơm lắm. Không mà lấy tiền của mình. Đi anh ơi, không ai lấy tiền mình đi. Đi đại luôn nha. Đi đại đi. Can I get 2 bucks to go? Yeah. And then okay. Check. Hai chồng đứng gì đi, ông kia nó hô ro ra nói chuyện với chuyện gì ông nó đợi nói chuyện gì sáng nay trời. Bộ tôi không cho tiền á, ai nhà đâu ông cho đồ ăn, ông cho chè. Ông cho chè ăn cả nhà ơi. Almond tapioca.
It's cold? It looks cold. Oh, it's warm. Cái này là sữa dừa với lại mấy cái hộp bột trắng trắng là gì hay liều quên tên. Tapioca. Tiếng Việt không ơi. Tapioca. Tiếng Việt cái nó gọi là gì ta quên rồi. Mấy nói kìa. It's a joke. I know. Nhưng mà em vẫn còn muốn biết là cái hộp này gọi là tiếng Việt gọi là gì. Translate tapioca to Vietnamese. Bột lọc. Bột nang. Bột nang. No. Yeah, bột nang phải bột không? Lọc, bột lọc, bột lọc. Is it nang or nang? Or... Không phải bột nang. Không bột bán đâu. Cái này là bột lọc. Bột lọc nhớ bột lọc. Bột bang, 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 bột bán. Bán, bột bán. Không phải bột bán. Oh, translating wrong then. You know what? I let my YouTuber people. Cả nhà ơi, cái hộp này là hộp gì? Nó hộp chắc chắn cái nhà. Bọn ăn đem ăn, em đang em sợ. Sữa, it's almond. Yeah. How can it be anything? It's almond. It's not milk. Em không biết lúc nào cũng nói okay okay vậy nha, bị. But we're gonna go home anyways. But I don't wanna be all night. Tối này nha, tối này nha. Đà Phật. Và nghiệp quá, mấy con này nằm trong đây chờ chết rồi cả nhà. Tội quá. Thấy Lý là không bao giờ mua mấy cái con này đâu, không bao giờ. Nam mô Di Đà Phật.